Vâng, chào bạn, tôi là bác sĩ Yên ở nhà khoa Minh Châu. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn đó là cái chủ đề đó là tại sao phải biết cắm vít và biết bẻ dây trong chỉnh nha. Với những ca bình thường thì chúng ta sẽ đi dây cung vào và làm đều thôi. Nhưng mà với những ca nhổ răng, những ca mà cần phải di xa, di gần, hoặc là những ca chỉnh lệch cái đường rửa, hoặc là những ca mà cần phải thay đổi cái mặt phẳng cắn, tức là xoay mặt phẳng cắn trong điều trị ung mưu, thì chúng ta phải biết cắm vít và bẻ dây. Thì với việc mà chúng ta biết cắm vít và bẻ dây thì chúng ta sẽ điều trị được gần như là toàn bộ những cái bệnh lý khi mà khách hàng đến với nha khoa. Và khi hiểu được nguyên lý về cắm vít và bẻ dây, chúng ta sẽ chống lại được những tác dụng phụ khi mà kéo răng. Thông thường khi kéo răng thì răng nó sẽ thay đổi theo 3 chiều không gian. Thứ nhất là nó sẽ nghiêng gần hoặc nghiêng xa, thì mình sẽ phải có những cái gốc để chống lại cái việc răng nó nghiêng gần hoặc nghiêng xa. Cái thứ hai là răng sẽ bị xoay ra ngoài, chúng ta sẽ có những cái gốc để chỉnh cái việc răng nó xoay. Cái thứ ba là răng nó sẽ trồi hoặc lún, thì chúng ta sẽ phải có cách để chống lại cái hiện tượng đó. Đó là những với những cái răng kéo. Ngược lại thì với những răng nêu chặn thì nó cũng có những tác dụng phụ như vậy. Và chúng ta phải hiểu để chúng ta dùng cái lực bẻ như nào, dùng chun như nào để giúp cho răng nó di chuyển được nhiều hơn. Khi mà chúng ta biết bẻ dây như thế, kết hợp với việc cắm vít như thế, khi mà biết cắm vít thì chúng ta sẽ không lo bị mất neo, chúng ta sẽ không lo bị lệch đường rửa, chúng ta có thể kéo lùi được cái hàm răng nó lùi sau nhiều hơn. Khi mà chúng ta đã kéo hết khoảng răng 4 mà chúng ta muốn kéo nhiều hơn thì chúng ta phải nhổ răng 8 để chúng ta kéo lùi thêm. Hoặc là những ca cắn ngược, chúng ta sẽ dùng vít để di xa. Những ca cắn sâu, chúng ta sẽ phải bẻ cung đánh lún răng cửa, cũng như làm trồi răng hàm, hoặc là cắm vít để làm những việc đó. Khi mà bạn thành thạo hai cái khoa học hai cái kỹ năng này rồi thì bạn yên tâm để làm những ca chỉnh nha nó khó. Sắp tới tôi có mở khoa học về chuyên về bẻ dây và cắm vít trong vòng 2 ngày. Nếu các bạn quan tâm thì hãy inbox hoặc comment cho chúng tôi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.